căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao hơn tai nạn giao thông đang bị lãng quên. Trong giai đoạn dịch Covid-19, nhiều ca mắc bệnh này không được phát hiện sớm, không được can thiệp y tế kịp thời nên số ca nặng cũng tăng lên. Từ sau quý 1 năm 2022 đến nay, sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, số ca mắc lao mới được phát hiện trong nước gia tăng. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2022, Việt Nam phát hiện được 76.000 ca mắc, gần bằng với con số của cả năm 2021. Tại các cơ sở y tế ghi nhận sự gia tăng về số lượng người bệnh tới khám phát hiện bệnh. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là do giai đoạn dịch Covid-19 kéo dài, nhiều người bệnh không phát hiện sớm, không được can thiệp y tế kịp thời, nên số ca nặng cũng tăng lên. Bệnh nhân lao không được phát hiện vẫn tồn tại trong cộng đồng, thì đây là nguồn lây nhanh chóng và làm tăng số bệnh nhân lao mắc mới cũng như tăng số lượng và tỷ lệ tử vong do căn bệnh nguy hiểm này. Điều đáng nói, Việt Nam vẫn đang lưu hành dịch lao, gánh nặng bệnh vẫn còn rất lớn nhưng lại là căn bệnh bị nhiều người lãng quên. Theo các bác sĩ, bệnh lao được coi là sát thủ thầm lặng và là gánh nặng rất lớn khi có tỷ lệ tử vong. Thậm chí con số này cao gấp đôi tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông. Báo cáo của WHO vào năm 2022 cho biết, Việt Nam có hơn 172.000 trường hợp mắc bệnh và 10.400 người tử vong vì lao. Trong số đó, 63% bệnh nhân lao thường, 98% bệnh nhân lao kháng thuốc và gia đình đối mặt với những chi phí thảm họa, nghĩa là chi phí cho việc chẩn đoán và điều trị lao vượt quá 20% thu nhập hàng năm của cả hộ gia đình. 70% người mắc lao ở trong độ tuổi lao động, vì vậy lao thực sự là một vấn đề ảnh hưởng đến kinh tế từng gia đình nói riêng và đất nước nói chung. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hòa Bình, Phó trưởng ban điều hành chương trình chống lao quốc gia, Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương. Năm 2022, ảnh hưởng của dịch Covid-19 còn nhẹ, số lượng bệnh nhân lao trên cả nước giảm và chỉ ở mức 3,1% so với năm 2021. Tuy nhiên, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, rất nhiều người mắc bệnh lao không thể đến khám, không được phát hiện và điều trị. Nhiều hoạt động của chương trình chống lao quốc gia không thể triển khai được trong giai đoạn này. Để giảm thiểu được tác động của đại dịch Covid-19, cần tăng cường phát hiện bệnh nhân lao trong cộng đồng, giảm thiểu nguồn lây. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hòa Bình cũng cho biết việc phát hiện bệnh nhân mắc lao còn gặp nhiều khó khăn khi có đến 50% bệnh nhân được phát hiện không có triệu chứng. Do vậy, để phát hiện ca mắc còn kết hợp cả 3 phương pháp phát hiện chủ động, y tế đến với người dân, phát hiện tích cực tại các cơ sở y tế và cộng đồng và phát hiện thường quy, người dân đến khám sức khỏe định kỳ tại các cơ sở y tế. Hiện tại, tỷ lệ khỏi bệnh được duy trì ở mức trên 90% với bệnh nhân lao mới, sắp xỉ 70% với bệnh nhân lao đa kháng thuốc được sử dụng phác đồ dài hạn và 80% với bệnh nhân lao đa kháng thuốc sử dụng phác đồ ngắn hạn. Bệnh nhân lao được phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ giảm tỷ lệ lây nhiễm và tử vong, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân để người dân Việt Nam được sống trong một môi trường không còn bệnh lao. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.